quá sao? Người cả ba cây 1,5 cân. Vú bò, vú bò. Đây này. Vú bò. Là vú bò. Vú bò rừng. Ừ, lá to thế chứ. Vú bò ruộng thì nó khác. Đấy, chị anh ơi. Đấy, đang hỏi với vú bò ấy. Cứ đi tận gái nó mà chả ra bẩn cây. Đồng khách quá. Đây chị lấy em để chị là 1,8 triệu. Tác phẩm nghệ thuật rồi, ôm đá. Ôm đá lại có cả chậu đẹp. Hôm nay trở về rồi sớm thế. Vú bò à? Lá to thế. Lòng đất nhiều lòng đất. Ông nào bán? À, ông Diên Nhiên bán cho. À rồi. Tưởng ông Đức bán. Không. Giờ cái chỗ này nó mất cái đuôi ở đây. Chơi cây này em mất đã hẳn nha cho chị là. Vú bò. Vú bò đẹp với giá gì? Vú bò đẹp với giá gì? Sao mà thấy thằng đồ cổ? Tác phẩm nó đẹp như này thì việc chơi làm mấy năm mới được. Đây 1 triệu thôi. Để đèn thấp đây là thế. Còn đéo này là 1 triệu. Thì phải 1 triệu thì mình có vô, mình có tiền to. 200-300 nhà thì khoảng nửa tháng. Dạ. Yeah. Nghe chung là nói chuyện vui đấy. Đẹp như xa xăm, con này mà để cái thuyền nhỏ nhỏ dưới này được đi qua cái gầm ấy. Đấy bảo là mang về để lặn nước trong không, về để cái thuyền nhỏ tí dưới thế. Thả cá bảy màu vào đẹp. Cái rồi có phải cái gì nữa đấy bảo. Triệu rưỡi. Đúng triệu rưỡi bán nhưng mà chỉ trả 800. Đây dự kiến thì mua cái 500. Ừ. Thế đây thì mua cái này em bán cho chị là 350 rồi, không phải 500. Đúng ngồi đá. Đó. Đấy nào có nhảy cổ lên. Cái này nào hết. Vâng. Bây giờ lại quyết định cắt à? Chỉ cái ngọn này phải bỏ ra nhỉ? Nhưng mà để bán thì cắt làm gì? Ừ. Đúng không? Để em chơi. Xe của em kìa. Dạ. Xe của em à? À vâng. Tí em vào uống nước. Em dắt sang bên kia cho chị. Rồi rồi. Và tí chị đang đi vào uống nước. Túc. 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 Vì hàng khai thác hàng rừng nhưng mà cũng đã từng được tác động một thời gian rồi. nhiều khán giả quá. À, đôi phía trước phải không nhỉ? Đôi phía trước bán rồi, đấy là đôi khác. Bán tốt ghê, cái này bao tiền đấy? 4 triệu, 2 triệu. 2 triệu một cây. Ổi lá chung. Lá chung. Còn đây là ổi tàu, đây là ổi lá chung. Lá nó to hơn một chút. Cũng giống như ai nhau. 2 triệu một cây. 2 triệu một cây. Vừa cái gì đây? Rồng rồng. Này bò trên tường đấy đúng không? Đây, bò tường đê đỏ đấy. Đê đỏ. Đất lá. Tại đây rồi. Đằng kia chán rồi. Hả? Đằng kia chán rồi. Mua lặng đây đâu anh? Đây. Trên cả mấy cân luôn. Thì ông còn quận đấy lấy luôn nữa vậy. Thoải mái sáng tác. Ừ, nó phải lấy cái kia nghe mà vừa uốn vừa vừa cột luôn. Cái này dây tốt. Bất kỳ cây nào dây trắng thì chán lắm. Cái cây kia à, cái dây kia thì chỉ cột thôi. Thôi vâng. Lấy phát thôi 2 triệu. 2 trong 1 luôn. Tiện. Tí nữa làm cốc trà nhỉ? Xanh xịt tiếp. Ông này cũng ra là mình
chả dám hỏi coi phim nữa. Xem cây xanh này của sư cụ nó đây. Cái này không có quả đâu rồi nhỉ? À cây bán rồi. À cây vẫn phía nào này giòn giòn lắm. Lục vương. Đây nay lại bán hộ. Cây con 2 triệu. 2 triệu. Cả bán hộ cả cây này luôn luôn. Từ giờ bao tiền đây? Ô cây này có cây khác. Cây nào của nào bảo đấy. Được đấy. Nó để hơi lêu nghêu. Ngọc bút đây. Ngọc Hồng Anh, Hồng Anh. Ngọc Anh hòa thường. Ngọc Anh của mình đấy đúng không? Hay là cũng của bác ấy? Ngọc Anh này cũng của bác ấy. Của đây. Bao nhiêu tiền cái đấy? 600. Mua cái nào đấy ạ? Đó. Cái vật quý cái này là cái gì nhỉ anh? Ý ngục bút. Ngọc Anh đúng rồi. Ngọc Anh là bình thơm. Bút lá. Tiền giả được bao nhiêu? Được cái bản được đây. Chẳng bao người hỏi trước bản được đây nè. Lên đường à? Chắc lên đường. Hiếu xuất được cây này từ rất lâu rồi, hôm nay mới xuất được cây đấy. 300 một cây. Ừ. Có phải có cây sung và cái bể đá đẹp. Của em rồi anh. Mua cây hay mua bể? Bán rời à? Chứa. Và nhung bể không thì nó đắt. Nhưng cả cây cả bể và 2 triệu. Về đá hay là gì? Về đá. Đá thật đấy gì? Đặc thất có khoan lỗ. Ở dưới có khoan lỗ rồi đấy. Nó mới dòng cái súng được dùng ở dưới nước. Có lỗ, đây này có lỗ. Trong nước nhưng mà dòng cây khác nó chết ố. Để anh bao xem đúng rồi nên được cho anh. Đấy, tức khoan lỗ rồi. Cái đấy mà cây xanh thì lấy ngay. Rổ ra mua cây xanh thì cho vào. Hồi cây xanh rồi. Chậu cũng được, đấy. Hả? Hôm trước có ông mua cái chậu của ông này đấy. Cái chậu không bao tiền? Một cái bưởi. Đấy. Cái nào cho xung nhá. Xung 700. Không là 700 à? À chậu không, 1,2 triệu. À cái cây xung 700. À đấy. Bảo chậu không bao tiền. Chậu không 1,2 triệu. Không nên được cái này thì cái này lấy 250 không? Bán hộ rồi. À có khoan lỗ to tướng đấy. Có lỗ thì ổn rồi. Trồng cây cái này thì chân này là chân ghép. Hả? Chân ghép. À đây gì? À chứ không phải liền khối à? Ờ đúng rồi. Có khoan lỗ đây. Ờ. Khối giá lại khác rồi đúng không? Xin chào, xin này. Ầm đầm tay hay phết. Ừ, mê cũng thích ạ. Bê sướng, nó không nặng mà không nhẹ. Xinh xinh bê sướng. Ừ. Nhưng mà cái này là cũng đục là cũng có thời gian rồi đấy. Không phải cổ nhưng mà cũng có thời gian rồi. Trước bán cái riêng cái chậu đắp. Cái đứa cái này đứa đây. Cái này là ông bán hộ. Ông bán hộ. Còn ông có cây thì ông đi đâu. Chuyên ra gửi ông này bán hộ. Ừ. Nếu thích chắc bảo ấy xuống bằng đấy. Hả? Chắc bằng cả xuống đấy thôi. Nếu mà thích ông này chắc xuống được rồi. Không dám bán đắt rồi. Đang bán cả lô rồi. Cái này là cái thôi.
của cái nhà keo. Vâng, bọn làm đá nó có keo ấy, gắn keo. Nó chắc thôi nhưng mà nhìn nó thấy có vẻ nhìn nó lộ liễu quá thôi chứ. Ra là không chắc. Keo gắn đá. Mình cũng không phải chơi cầu kỳ quá để mua được. Đấy giá 160 thì cả ván tiền ván cả một. Thôi đừng nặng được cái giá kia bán mà ha. Biết cả đại vội cả mồm chưa vợ này cũng ngỏ được vợ. Bận quá. Bận việc quá. Cây nhài to nha. Đấy, mà hoa to. Đây này đây, đẹp nhất đây. Đây, nó cầm như này chưa đi kịp về. Đẹp không? Đẹp quá. Thôi đi uống nước. Đấy, N2T này gặp con nhà thông tinh. Đúng rồi. N2T này gặp thông tinh. Đúng rồi, đúng rồi.